Chào các bạn, trong những video trước mình có làm một cái video tổng hợp lại những vụ va chạm kinh hoàng khi các phương tiện, đó là tàu ghe và xà lan, di chuyển qua các cống đập ngăn mặn của Trà Vinh. Do có nhiều sự va chạm và nguy hiểm tại đây nên những cái cửa cống này được mệnh danh là cửa cống tử thần. Và trong video hôm nay mình sẽ tiếp tục tổng hợp lại những vụ va chạm kinh hoàng tại những cống đập này cho các bạn cùng xem. Mời các bạn cùng theo dõi nhé. Một chiếc tàu sắt đang ở bên trong tiến ra nha các bạn. Trời, sao chạy kỳ vậy? Hình như chiếc tàu bị mất lái rồi các bạn ơi. Ở bên kia tránh ra. Ở bên kia chạy đi, chạy đi. Sao kỳ vậy? Trời, nguy hiểm quá các bạn ơi. Va chạm các bạn ơi. Cái mũi chiếc ghe trước đã bị cuốn trôi. Tình hình hiện tại cũng khá là lộn xộn nha các bạn, là do những chiếc tàu này đậu san sát nhau nên nó sẽ xảy ra va chạm.
với mũi tàu ở trước mặt chúng ta nha các bạn. Một sự cố bất ngờ vừa xảy ra giữa xà lan cần cẩu với cửa cống số 3 tại cống 10 cửa Trà Vinh. Do nước chảy quá xiết, tài công bị mất lái. Chiếc xà lan lao với tốc độ nhanh xuôi theo dòng nước và tông thẳng vào cạnh cửa cống bằng thép. Hậu quả là phần va chạm giữa xà lan với cánh cửa cống bị bể và bẹp dính vào trong. Rất may mắn là hai người đứng trên xà lan đều được an toàn, chỉ bị loạn trọn và xém té do cú va chạm cực mạnh vừa xảy ra. Chiếc xà lan bị ban quản lý cống giữ lại, lập biên bản xử lý ngay sau đó. Sau cú va chạm thì cái neo của chiếc tàu đằng sau nó bị vướng vào cái tàu đằng trước nha các bạn. Hiện tại là tài công cùng với phụ lái gỡ cái mũi neo của chiếc tàu đằng sau ra. Chiếc tàu chở cát đang tiến lên nha các bạn. Này rồi nó không kịp không hết. Nước nó sắp bình rồi. Vô phạt.
của gia chạm vào cánh cửa cống nha các bạn. Thì may mắn là chạm nhẹ thôi. Sắp sơn bằng cái chén. Chiếc xà lan đang tiến vào cửa cống nha các bạn. Trời ơi, trời trời. Sao chạy kỳ vậy trời? Hình như là bị mất lái rồi. Rất nguy hiểm các bạn ơi. Rất nguy hiểm các bạn ơi. Hiện tại chiếc xà lan đã bị mất lái và đâm thẳng vào thành cống. Cửa cống nên là cái mũi đã bị mớp rồi.
Video mình xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào các video khác nhé. Chào tạm biệt các bạn.